Mặt bằng tại địa chỉ khu đô thị Đông Dương, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thông tin mặt bằng. Mặt tiền 8m, chiều sâu 15m, diện tích thuê 140m², diện tích kinh doanh dự kiến 120m², giá thuê 20 triệu chưa thuế giá trị gia tăng. Số hộ dân trong bán kính 500m xung quanh mặt bằng, trên 800 hộ dân, lưu lượng phương tiện giao thông vào giờ cao điểm 10 sáng giờ và 5 giờ chiều. Từ 35 đến 40 lượt trên phút. Cửa hàng tạp hóa trong bán kính 500m gồm 4 đến 7 cửa hàng, các cửa hàng kinh doanh khác xung quanh 5 đến 7 cửa hàng, nằm tại vị trí ngã ba đi vào trong khu dân cư, cách ngã 4 khoảng 50m, nằm trên mặt đường quốc lộ 6. Lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc, mặt bằng nằm tại vị trí đắc địa, tập trung nhiều chuỗi cửa hàng lớn, tuyến đường hai chiều không có giải phân cách, thuận chiều đi về luồng dân cư. Giá trị 3.290.000 đồng, như vụ 2, giá trị 2.290.000 đồng.